Rồi, chào cả nhà, mình là Tiến trong Kinh Bế Tiến nha. Thì đố các bạn mình đang đứng ở đâu? Mình đang đứng ở phi trường Los Angeles, phi trường quốc tế Los Angeles. Thì mình và gia đình mình sẽ đi nghỉ xuân ở một cái thành phố biển cực đẹp, đẹp nhất nước Mỹ luôn. Ngoài Hawaii ra đó, mình có làm dịch trên YouTube á, thì đây là thành phố biển rất là đẹp. Nó ở giống như là Caribbean vậy các bạn. Nó là ở Florida. Mình sẽ đáp xuống Miami nha các bạn ha. Thì để mình quay cái phi trường hậu Covid như thế nào cho cả nhà xem. Có những gì hay mình quay cho cả nhà xem. Đó, cả nhà thấy không? Thì bây giờ là khoảng chừng 6 giờ sáng ở đây. Và sau khi mà bắt đầu có vaccine, nhà nước mở cửa này kia đó, sau một cái kỳ nghỉ đông rất là dài, thì người ta bắt đầu vào mùa xuân ấm áp và người ta đi chơi. Thì các bạn thấy không, mặc dù mọi người đều đeo mặt nạ nhưng mà sân bay bây giờ tấp nập hơn nhiều. Hồi xưa mấy cái vé máy bay mà bay từ Cali qua Florida mà không dừng á là cũng gần 500 đô. Mà bây giờ nhiều khi á, hậu Covid á, trong lúc cái Covid á, không có người đi á, là cái giá nó xuống dưới 100 đô nha các bạn đó. Nhưng mà bây giờ là những cái giá đó sẽ không còn nữa, tại vì quá nhiều người ta đi rồi. Bắt đầu là nước Mỹ mở cửa lại từ từ. Đây là cái chỗ mà người ta check in nè. Cả nhà thấy không? Rồi thôi, mình dẫn đây, mình sẽ quay tiếp bên trong cho cả nhà xem nha. Mình quay khung cảnh xung quanh để cho các bạn biết là hiện giờ nước Mỹ tấp nập như thế nào. Rồi, mình ra ngoài mình quay nè. Đó, phi trường quốc tế ở Mỹ. Cả nhà thấy chưa? Đó. Bây giờ là đang khoảng 6 giờ sáng nha các bạn. Rồi thôi, mình đi vô trong nha. Dạ, đúng rồi. Cả nhà thấy đông kìa. Rồi, mình qua cái chỗ security check rồi, qua chỗ kiểm tra an ninh rồi các bạn. Bây giờ mình đi tiếp nha, đi tới cái cổng của mình là 55A. Rồi, chuẩn bị. Đó, các bạn thấy trước mặt là để 55 đến 59 là đi thẳng không? Mình cứ đi thẳng. Trong đây nó có một cái farmer market nè. Hey, what's up? Rồi. Năm mươi lăm A nó sẽ nằm ở bên phải nha các bạn. Thì hiện giờ là khoảng 8 giờ hết á, 7 giờ hay 8 giờ, coi cái đồng hồ Rolex mà nó chạy mắc cười không? 7-8 giờ. Nó để giữa kim số 7 và số 8 nhưng mà nó số 5 ha. Cả nhà thấy không? Coi cái đồng hồ nè. Ngộn không? Hả? Không có đồng hồ chạy kiểu này mà hiểu Rolex đàng hoàng nha các bạn. Đây, 55 là cái chỗ của mình. Đây, mình sẽ ở đây. Miami. Rồi, Miami ở đây nè, bác Việt ơi. Mình vô đây mình ngồi trước luôn đi. Mình ngồi cái giải này hả bác Việt? Đó, mình quay vô trong để mình thấy cho nó dễ. Rồi, 55A. Ngồi đối diện nói chuyện cho dễ. Hai ông bà đại gia này đi đâu rồi? Dạ heo. À, để mình quay xung quanh cho cả nhà cái. Cả nhà thấy không? Cũng rất là nhiều người ta đợi chờ ha cả nhà ha. Rồi cô nàng này thì dẫn chó nữa nè các bạn. Thấy không? Cô nàng dẫn chó nữa. Đây thì cái hãng Spirit là ở bên đây.
Attention the Bay Area for our Spanish guest going to Kansas City on flight 816. Chào cả nhà nhìn ở ngoài chút nha. Máy bay Spirit màu vàng, mặt trời đang lên. Rồi Alaska là có cái gương mặt ông đó. Cả nhà thấy không? Rồi để mình quay tiếp khi mà mình tới Miami nha các bạn ha, hay là trên máy bay nha. Còn bây giờ mình quay lại nhà của mình dừng lại cái quay ở đây. À để quay cho cả nhà coi cái bảng chuyến bay nha. Bảng chuyến bay đây. Boom, đây là cái bảng chuyến bay nè, cả nhà thấy chưa? À, rồi, chuyến bay của mình là đi Miami. Miami lúc 9 giờ. Chắc luôn 9 giờ năm. Thấy chưa? Rồi, đây là cái bản đồ của thị trường Los Angeles. Đó, cả nhà thấy không? Nó có các loại terminal. Rồi cả nhà ơi, mình lên máy bay nha, máy bay đầy luôn nha. Anything smaller, such as laptops, backpacks, purses, please place that under the seat. Once you find your seat, please keep that. Once again, we kindly ask you, once you find your seat, please keep the aisle clear, so the customers can pass. Thank you. Rồi cả nhà ơi, mình mới đáp xe xuống, đáp máy bay chứ, đáp máy bay xuống Miami nha. Bây giờ mình quay cảnh sân bay Miami cho mọi người xem nha. Rồi, đây là một sân bay rất là sáng sủa đẹp. Và khi mà mình vừa rời khỏi máy bay cái là thấy nó ấm dễ sợ luôn. Bây giờ mình sẽ đi tới cái chỗ mướn xe để mình có thể lấy xe. Mình đi về khách sạn của mình. À, mình coi, mình cứ đi theo bảng thôi. Baggage claim với access là quẹo phải nè. Đó. Rồi mình cứ đi nha. Rồi, mình tới đây mình đợi xe lửa cả nhà ơi. À, cả nhà thấy cái sân bay đây không? Rồi, mình vô xe lửa nha cả nhà. Thấy mọi người đông ghê. Train is departing. Please hold on to the handrails. Next stop, baggage claim and connecting flights. El tren está partiendo. Próxima y única parada, reclamo de equipaje y conexión de vuelos. Exit here for baggage claim and connecting flights. This is the only stop. Salga aquí para reclamo de equipaje y conexión de vuelos. Es la única parada. Mình xuống ở đây hết. Bây giờ mình ra cái exit, xong cái bắt đầu lấy xe. Rồi mình đi tới chỗ mướn xe này nha các bạn. Trời ơi ở dưới đẹp ghê mà. Cây cối kìa. Các bạn thấy cây xanh không? Cả nhà thấy cây xanh không?
đẹp quá, ra ngoài sẽ đẹp hơn các bạn. Rồi, mình tới cái chỗ mướn xe rồi, bắt đầu để mình vô mình lấy xe nha các bạn ha. Thành phố rất là đẹp nha các bạn. Dạ đúng rồi, ổng đang đánh kìa. À, để con lên mạng con coi nè. Mạng coi mấy cái sông Hồ như là llegando al centro de alquiler de autos, Metro Lain, Metro Bus y Trial. Por favor, no olvide sus pertenencias y tenga cuidado al salir. Rồi, mình ra bắt đầu mình đi tiếp nha. Rồi cả nhà ơi, vậy là mình tới cái ngôi nhà của mình ở bên mướn ở bên Florida để mình đi trong chơi trong chuyến du lịch này nha. Trước mặt là cái xe của mình. Ở đây cái khu này rất là đẹp, để mình quay sơ cho cả nhà xem rồi sau đó mình sẽ quay chi tiết sau nha. Bật mí thôi. À cả nhà thấy đây là cái khu mà mình mướn cái căn nhà để mình ở trong cái chuyến du lịch này 3 ngày ha các bạn ha. Đây là chiếc xe mình mướn cho đoàn của mình. Thì đây là cái căn nhà, căn hộ mà mình sẽ ở đây. Cả nhà thấy chưa? Mình sẽ không đi bên trong ha. Rồi, mình sẽ đi ra đây. Đây mới là cái điểm chính nè. Cả nhà thấy gì ngoài sao chưa? Đó. Đây là một cái bến du thuyền mà nó thông ra biển luôn nha các bạn. Đó, ở ngoài đây nó có những cái thuyền cá rồi này kia nè. Đó, du thuyền. Cả nhà thấy chưa? Rồi cả nhà ơi, vậy là mình sẽ dừng cái video mà hành trình của mình đến Florida ở đây nha. Ngày mai mình sẽ quay tiếp cái căn nhà này cận cảnh với cái bến du thuyền ha. Và mình sẽ quay review bên trong và mình phân tích bất động sản cho cả nhà mình xem luôn. Ok. Rồi mình sẽ quay thêm những cái chuyến đi du lịch, những cái nơi thật là tuyệt vời ở ngoài đây nữa. Còn bây giờ mình chào các bạn. Hẹn các bạn ở những video sau nha. À, cả nhà có thấy không? Có cây dừa, cây dừa, có trái dừa luôn, y chang ở Việt Nam mình luôn. Cây dừa này y chang cây dừa Việt Nam luôn, có thể nói là cây dừa Việt Nam nha các bạn. Ở Mỹ.
Rồi, chào An, hẹn các bạn những video sau.